Israel không kích trúng trường học của Liên Hợp Quốc tại Gaza, khiến hàng chục người thiệt mạng. TikTok gỡ hàng triệu tài khoản giả mạo, thông tin sai về xung đột Israel-Hamas để đẩy lùi các chỉ trích về việc chưa làm tròn trách nhiệm kiểm duyệt nội dung liên quan tới cuộc chiến. Ukraine tập kích UAV gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga cảnh báo chớ đùa với lửa. Triều Tiên đóng cửa một loạt đại sứ quán ở nước ngoài để nỗ lực sắp xếp lại năng lực ngoại giao một cách hiệu quả. Đồng Yên suy yếu buộc Nhật Bản phải cắt giảm chi tiêu quân sự quốc phòng trị giá 43,5 nghìn tỷ Yên trong 5 năm lịch sử. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Vừa rồi là một số thông tin sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây Liên Hợp Quốc cho biết Israel đã không kích trúng các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành tại Gaza, khiến hàng chục người thiệt mạng. Quân đội Israel hôm 2 tháng 11 tuyên bố đã bao vây hoàn toàn thành phố lớn nhất giải Gaza trong bối cảnh hàng cứu trợ nhân đạo ngày càng khó tiếp cận với vùng lãnh thổ Palestine. Liên Hợp Quốc cùng ngày cho biết các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, khiến hàng chục người thiệt mạng. Quốc tế đang gia tăng sức ép ngoại giao, yêu cầu các bên liên quan ngừng bắn khẩn cấp và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhân đạo gần một tuần sau khi bắt đầu chiến dịch trên bộ và giải gaza quân đội israel cho biết thành phố gaza đã bị bao vây hoàn toàn lực lượng công binh đang nỗ lực xác định và vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng dưới lòng đất chất nổ và các mối đe dọa khác để quân đội có thể tiến vào khu vực một cách an toàn trong khi đó cơ quan cứu trợ và việc làm liên hợp quốc cảnh báo thương vong đối với dân thường tiếp tục gia tăng khi các cuộc pháo kích của israel trúng vào các khu dân cư trường học và bệnh viện ở gaza chỉ trong vài giờ qua, cơ quan này đã nhận được báo cáo rằng bốn trong số các trường học do Liên hợp quốc điều hành, nơi 20.000 người đang trú ẩn, đã bị trúng bom đạn, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Gần một nửa số bệnh viện ở Gaza đã ngừng hoạt động do bị ném bom và thiếu nhiên liệu. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận, cơ quan này gần như không thể đưa viện trợ tới Gaza khi những điều kiện an toàn cơ bản cho các nhân viên tại khu vực không được đảm bảo. Ít nhất chúng ta cần một lệnh tạm dừng bắn nhân đạo và lý tưởng nhất là một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi cần quyền tiếp cận không bị cản trở và lối đi an toàn được cả hai bên nhất trí để đảm bảo an ninh cho các tuyến đường tiếp cận. Không gì có thể biện minh cho những cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas và Israel. Cùng ngày, phía Ai Cập cho biết 341 công dân nước ngoài đã rời khỏi Gaza, một ngày sau đợt sơ tán đầu tiên những người Palestine bị thương và người nước ngoài. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, nước này đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc sơ tán gần 7.000 công dân của hơn 60 quốc gia thông qua cửa khẩu Rafah. Trong khi đó, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép, buộc các bên liên quan ngừng bắn và tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo của người dân. Jordani hôm qua đã trở thành quốc gia mới nhất triệu hồi đại sứ Israel về nước sau Chile và Colombia. Bolivia trước đó đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel nhằm phản đối các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường. Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ cũng liên tục đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp, hối thúc các bên thực hiện nghĩa vụ đạo đức đối với nghị quyết được hơn 100 quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hồi cuối tuần trước. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephanie Dujaric nhấn mạnh, Tổng thư ký hoan nghênh việc tiếp tục di chuyển người dân và hỗ trợ nhân đạo thông qua cửa khẩu Rafah. Điều cần thiết là phải có dòng viện trợ nhân đạo thường xuyên và bền vững vào Gaza ở quy mô cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Tất cả những điều này là một bước quan trọng theo đúng hướng mà chúng ta cần xây dựng. Trong một diễn biến đang khích lệ, mang lại tia sáng hiếm hoi cho cuộc xung đột, lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức bao gồm việc trao đổi tù nhân và mở ra con đường chính trị để thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Phía Israel vẫn chưa phản hồi về đề xuất này. Tuy nhiên trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đồng minh của Israel từng tuyên bố đàm phán chỉ diễn ra nếu Hamas trao trả hoàn toàn các con tin. Trong một diễn biến liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, hai quan chức Mỹ cho biết Washington đã điều các máy bay không người lái UAV trinh sát bay qua giải Gaza để tìm kiếm những con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10. Hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, Washington đang điều động các máy bay không người lái thu thập thông tin tình báo trên giải Gaza để hỗ trợ các nỗ lực xác định vị trí con tin. Một quan chức cho biết họ đã thực hiện các chuyến bay không người lái trong hơn một tuần. Các quan chức Mỹ tin rằng 10 công dân nước này vẫn mất tích có thể nằm trong số hơn 200 người bị bắt làm con tin ở giải Gaza, nơi họ được cho là bị giam giữ trong mạng lưới đường hầm rộng khắp. Lực lượng Israel hôm mùng 2 tháng 11 đã bao vây thành phố Gaza nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Hamas. Thành phố ở phía bắc giải Gaza đã trở thành tâm điểm tấn công của Israel khi Tel Aviv thề sẽ loại bỏ ban chỉ huy của nhóm Hồi giáo và yêu cầu dân thường sơ tán về phía nam. Các chiến binh Hamas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10, làm 1.400 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 người làm con tin. Trong khi đó, các cuộc không kích trả đũa của Israel nhằm vào giải Gaza đã khiến ít nhất 9.061 người thiệt mạng. Trong bối cảnh tình hình khu vực ở giải Gaza ngày càng trở nên căng thẳng, vừa qua máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, SDF, đã đưa 46 người sơ tán khỏi Israel. Chiếc máy bay này đã hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản trong ngày 3 tháng 11. Đây là lần thứ hai lực lượng phòng vệ Nhật Bản thực hiện hoạt động sơ tán công dân Nhật Bản kể từ khi xung đột giữa lực lượng Israel và Hamas bắt đầu. Trước đó trong tuần này, chính phủ Nhật Bản đã trưng cầu ý kiến người Nhật và các công dân khác ở Israel xem họ có muốn rời khỏi đất nước này hay không. Cuộc trưng cầu diễn ra trong bối cảnh khu vực này ngày càng trở nên căng thẳng và lịch trình chuyến bay thẳng của các hãng hàng không thương mại đến Nhật Bản bị gián đoạn. Các quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong số 46 người di tản trên máy bay có 20 công dân Nhật Bản, 15 công dân Hàn Quốc, một người từ Đài Loan Trung Quốc, cùng với 6 người thân có quốc tịch nước ngoài của những người này đã bày tỏ ý muốn rời khỏi Israel. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết khoảng 800 công dân Nhật Bản vẫn còn ở lại Israel và lãnh thổ Palestine. Bộ Quốc phòng nước này có hai máy bay vận tải SDF khác đang ở Jordani, sẵn sàng cho các hoạt động trong tương lai. Trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột, Israel-Hamas đã lan sang môi trường truyền thông xã hội. TikTok vừa cho biết đã gỡ bỏ hàng triệu tài khoản giả mạo và một số lượng khổng lồ thông tin sai lệch kể từ ngày 7 tháng 10, thời điểm xung đột bùng phát. Đây là một trong những nỗ lực của TikTok để đẩy lùi các chỉ trích về việc chưa làm tròn trách nhiệm kiểm duyệt nội dung liên quan tới cuộc chiến này. Theo đó TikTok đã xóa sổ hơn 925.000 video dán nhãn vị trí nằm trong khu vực xung đột và hàng triệu mẫu nội dung khác ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra hơn 24 triệu tài khoản giả mạo trên toàn cầu và hơn nửa triệu bình luận tự động không chính xác có chứa các từ khóa liên quan tới xung đột cũng bị loại bỏ. Liên quan tới việc truyền tải hài hóa thông tin, TikTok cho biết những cáo buộc thiên vị Palestine hay Israel trong những ngày qua xuất phát từ những phân tích không hợp lý về dữ liệu của nền tảng này. Theo TikTok, tại Mỹ, hashtag StandWithIsrael đã được xem 46 triệu lần, trong khi StandWithPalestine đã được xem 29 triệu lần kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas đã lan sang môi trường truyền thông xã hội, TikTok không phải là nền tảng duy nhất đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng liên quan tới các chính sách kiểm duyệt, Meta đã phải đối mặt với cáo buộc rằng họ đã ẩn các tài khoản Instagram đăng tải thông tin về tình hình và điều kiện sống bên trong Gaza. Về phần mình, X trước đây được gọi là Twitter thậm chí đang phải ứng phó cuộc điều tra của Liên minh châu Âu-EU về phương thức xử lý thông tin sai lệch liên quan đến cuộc xung đột. Tiếp nối chương trình sẽ là một số tin tức về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Nga đã lên tiếng cảnh báo Ukraine có thể gây ra nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân sau khi nhiều máy bay không người lái bị bắn hạ gần nhà máy Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy Zaporizhia nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ đầu tháng 3 năm 2022, có 6 lò phản ứng làm mát và điều tiết bằng nước VVER-1000, V320 do liên số thiết kế có chứa uranium-235. Theo nhà điều hành của Nga, trong số các lò phản ứng, có 4 lò đã ngừng hoạt động, còn hai lò phản ứng số 4 và số 5 đang ở chế độ được gọi là tắt nóng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 máy bay không người lái của Ukraine gần thành phố Enokoda do Nga nắm giữ, nơi có nhiều công nhân của nhà máy sinh sống. Đánh giá về vụ tấn công bằng máy bay không người lái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ukraine tiếp tục đùa với lửa khi thực hiện các hành động khiêu khích vô trách nhiệm. Ông Alexei Polishchuk, Vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Ukraine không tuân thủ bảy nguyên tắc do Tổng giám đốc IAEA đưa ra nhằm đảm bảo an toàn vật lý hạt nhân trong một cuộc xung đột vũ trang, và nước này rõ ràng đang có ý định kiểm soát nhà máy hạt nhân. Hiện Ukraine chưa đưa ra phản hồi trước cáo buộc trên. Trong khi Bộ Tài chính Mỹ vừa tuyên bố áp lệnh trừng phạt lên 130 thực thể tới từ nhiều quốc gia vì hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, thì mới đây, ứng cử viên tổng thống Mỹ, Vivek Ramaswamy cam kết, nếu thắng cử sẽ đề xuất cho tổng thống Nga Vladimir Putin một thỏa thuận về Ukraine. Theo ông Ramaswamy, Mỹ sẽ từ chối cho Ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để đổi lấy việc Nga không liên minh với Trung Quốc. Ông nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News, "Tôi sẽ đề nghị với tổng thống Putin một thỏa thuận là ông ấy không liên minh với chủ tịch Tập Cận Bình, sau đó Mỹ sẽ đưa ra cam kết NATO không chấp nhận Ukraine gia nhập liên minh." Ông nói thêm rằng nếu Moscow chấp nhận thỏa thuận này thì Washington dưới sự lãnh đạo của ông sẽ đóng băng các đường biên giới hiện tại. Các vùng lãnh thổ ở Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, hồi tháng 8, ông Ramaswamy cũng tuyên bố sẽ công nhận các vùng lãnh thổ Nga sắp nhập từ Ukraine và ngăn cản Kiev gia nhập NATO nếu đắc cử trước Tổng thống Mỹ. Ông nhấn mạnh chính sách đối ngoại của ông khi đó sẽ giảm đáng kể sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề quốc tế, đề cao quan điểm nước Mỹ trên hết. Sau khi cuộc chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra, các nước EU đã tích trữ khí đốt để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Tuy nhiên, mới đây các cơ sở lưu trữ của Liên minh châu Âu EU được cho là đã gần hết công suất trước mùa đông và khối này đã phải viện tới Ukraine để tích trữ khí đốt bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra. tờ Financial Times cho biết, các nhà kinh doanh khí đốt của EU hiện đang sử dụng các cơ sở lưu trữ của Ukraine để trữ khối lượng nhiên liệu dư thừa trước mùa đông sắp tới bất chấp xung đột quân sự ở nước này. Theo dữ liệu do cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cung cấp, các kho lưu trữ khí đốt của khối hiện đã đầy gần 99%. EU đạt được mục tiêu lưu trữ khí đốt 90% vào tháng 8, 2 tháng rưỡi trước thời hạn mà khối đặt ra là ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, các công ty năng lượng châu Âu vẫn tiếp tục mua nhiên liệu, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng, chuẩn bị cho những rủi ro về nguồn cung tiếp theo. Theo Financial Times, khi các cơ sở của EU gần như đã hoạt động hết công suất, các công ty năng lượng truyền dần lưu trữ sang Ukraine, nơi có cơ sở hạ tầng lớn nhất châu Âu, để lưu trữ chứa lượng khí đốt. Động thái này được cho là đã đẩy lượng khí đốt dự trữ ở Ukraine lên mức cao nhất, kể từ tháng 2 năm 2022. Các nhà phân tích cảnh báo rằng EU có thể gặp phải tình trạng thiếu hụt năng lượng trong trường hợp mùa đông lạnh hơn kéo dài, có thể bị gián đoạn trong việc giao hàng và gặp những căng thẳng địa chính trị, tác động lớn đến thị trường năng lượng và khiến giá tăng vọt. Một số thương nhân được cho là đang trả tiền cho các tàu chở dầu khí hóa lỏng hoạt động như kho chứa nổi ngoài khơi để chứa khối lượng khí đốt bổ sung. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU được cho là sẽ không bổ sung lệnh cấm đường ống dẫn khí đốt của Nga và gói trừng phạt tiếp theo. EU đã tung ra 10 gói trừng phạt đối với Nga. Trong gói trừng phạt mới nhất hôm 24 tháng 2, EU hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với hàng hóa sử dụng lưỡng dụng, quân sự và dân sự, cũng như các biện pháp chống lại các thực thể hỗ trợ xung đột tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái được nga sử dụng các biện pháp cũng liệt thêm nhiều cá nhân vào danh sách đen trong đó có những người mà phương tây cho là tham gia vào chiến dịch tuyên truyền của nga cá nhân tham gia sản xuất máy bay không người lái của iran được triển khai ở chiến trường ukraine nga đã lên án các biện pháp trừng phạt của eu và bác bỏ tác động của các lệnh này lên moscow chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác mới đây triều tiên đã xác nhận việc đóng cửa một số đại sứ quán ở nước ngoài theo Bình Nhưỡng, đây là nỗ lực sắp xếp lại năng lực ngoại giao một cách hiệu quả. Theo Reuters, Triều Tiên định đóng cửa một loạt đại sứ quán, trong đó có Tây Ban Nha và một số nước châu Phi, tương đương với 25% số cơ quan đại diện ngoại giao của nước này trên toàn thế giới. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên xác nhận trong các bình luận trên trang web của Bộ Ngoại giao nước này rằng một số cơ quan đại diện ngoại giao của Triều Tiên sẽ đóng cửa và những cơ quan mới đang được mở, Chúng tôi đang rút và thành lập các phái đoàn ngoại giao phù hợp với sự thay đổi của môi trường toàn cầu và chính sách đối ngoại quốc gia. Quan chức này cho biết thêm, đây là hoạt động bình thường và không đưa ra bất kỳ chi tiết nào. Đến nay, Triều Tiên có quan hệ chính thức với 159 quốc gia, nhưng chỉ có 53 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài. Mới đây, Hội nghị Thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới diễn ra tại trung tâm Bletchley Park của Anh đã kết thúc với tuyên bố chung về an toàn AI. Theo đó, các nhà lãnh đạo từ Mỹ, EU và Trung Quốc đã nhất trí về cách tiếp cận chung trong việc nhận diện rủi ro và các giải pháp để giảm thiểu rủi ro. Các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu đã nhất trí phối hợp với các chính phủ trong việc thử nghiệm các mô hình mới trước khi công bố để góp phần quản lý rủi ro do công nghệ này phát triển nhanh, một dấu mốc khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Anh hôm 2 tháng 11. Một số nhà lãnh đạo các nước và công ty công nghệ cảnh báo AI tiềm ẩn những rủi ro lớn nếu không được kiểm soát, từ việc ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin khách hàng đến việc gây nguy hiểm cho con người và thảm họa toàn cầu. Những lo ngại này khiến các chính phủ và các tổ chức phải hành động để đưa ra các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn. Tại hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI đầu tiên ở Bletchley Park, Anh, các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc đã nhất trí về cách tiếp cận chung cho việc nhận diện rủi ro và các giải pháp để giảm thiểu rủi ro. Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng việc thử nghiệm các mô hình mới và cam kết thành lập một ủy ban quốc tế về rủi ro AI sẽ có ý nghĩa quyết định trong nỗ lực đó. Ông nói Mỹ, EU và các nước khác đã đạt thỏa thuận mang tính dấu mốc với một số công ty đang phát triển AI, trên nguyên tắc các mô hình cần được đánh giá một cách nghiêm ngặt trước và sau khi công bố. Chuyên gia khoa học máy tính người Canada Joshua Benjo, người được coi là cha đẻ của AI, sẽ góp phần vào báo cáo thực trạng khoa học để xây dựng hiểu biết chung về những thế mạnh và rủi ro. Hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI tại Anh quy tụ khoảng 100 nhà lãnh đạo, học giả và giám đốc các công ty công nghệ nhằm phát triển một công nghệ có thể làm thay đổi cách các công ty, các xã hội và các nền kinh tế vận hành. Trước tình hình giá đồng yên liên tục lao dốc trong thời gian gần đây, Nhật Bản đã phải giảm bớt quy mô chương trình mua sắm quốc phòng trị giá 43,5 nghìn tỷ yên để đối phó với cường quốc láng giềng đang trỗi dậy. Từ khi kế hoạch này được công bố vào tháng 12 năm ngoái, đồng yên đã mất 10% giá trị so với đô la Mỹ, buộc Tokyo phải giảm kế hoạch mua sắm quốc phòng tham vọng. Với giá được tính toán ban đầu là 320 tỷ đô, các nguồn tin cho biết Reuters cho biết đã phỏng vấn ba quan chức chính phủ am hiểu về mua sắm quốc phòng và ba nguồn tin trong ngành. Họ khẳng định Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm mua máy bay trong năm 2024 vì đồng yên mất giá. Khi lên kế hoạch mua sắm quốc phòng, Tokyo giả định tỷ giá hối đoái là 108 yên một đô la Mỹ được thiết lập từ mùa hè năm 2021. Nhưng đến đầu tháng này, đồng nội tệ của Nhật giảm xuống chỉ còn 151 yên một đô la Mỹ. Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có một quyết định nhỏ nhằm chấm dứt chính sách kích thích tiền tệ kéo dài suốt thập kỷ qua bằng cách điều chỉnh các biện pháp kiểm soát lợi suất trái phiếu. Khác với những công ty Nhật Bản làm ăn ở nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nhật không có quỹ dự phòng để đối phó với sự biến động giá, một quan chức chính phủ cho biết. Điều này có nghĩa là họ có rất ít phương tiện để giảm nhẹ tác động của tỷ giá hối đoái khi mua các loại vũ khí như tên lửa hành trình Tomahawk hay tiêm kích F-35. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Thủ tướng Fumio Kishida mua sắm quốc phòng ít hơn sự kiến cũng sẽ khiến đồng minh Mỹ lo ngại về khả năng hỗ trợ trong đối phó với các cường quốc. Christopher Johnston, chuyên gia về Nhật Bản tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định. Johnston nói, đến giờ tác động mới ở mức khiêm tốn, nhưng việc đồng yên mất giá trong dài hạn sẽ tác động đến năng lực tích lũy sức mạnh của Nhật Bản, buộc họ phải cắt giảm hoặc trì hoãn mua sắm những vũ khí quan trọng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản không công bố thông tin chi tiết về kế hoạch mua sắm vũ khí. Thủ tướng Kishida từng gọi kế hoạch mua sắm vũ khí lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai của nước này là bước chuyển trong lịch sử. Đến đây chương trình xin được phép kết thúc. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp quý vị và các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều hơn, hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo